Các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một video về cách làm món thịt heo chiên xù. Để làm thịt heo chiên xù thì các bạn chuẩn bị cho mình thịt thăn này nhé. Mình dùng 500g thịt thăn, thì khi chúng ta chiên xù lên thịt thăn nó lở rất chi là ngon và dễ ăn, trắng nhé, mềm. Các bạn cho mình một gói bột chiên xù này, một gói bột chiên giòn nhé, và 2 quả trứng gà, ít hành thơm. Và trước tiên thì mình sẽ thái cái phần thịt để mình ướp gia vị đã. Còn những cái khác thì chút nữa mình sẽ nói sau. Thịt thì các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Này, mình sẽ cắt làm đôi ra, thì nếu mà để làm một thì nó to quá. Mình cắt ra. Và khi làm thịt chiên xù ấy, thì các bạn sẽ thái to ra một chút nhé. Tức là mình thái miếng nó dày hơn là chúng ta thường ăn một chút nhé. Dày một chút như vậy để mình còn đập ra ấy, thì nó còn mỏng nữa. Thịt tươi ngon, rất chi là dẻo thịt các bạn nhé. Thì chúng ta mua thịt buổi sáng ấy, thì họ mới thịt lợn ra, rất chi là tươi và ngon như thế này. Sau khi mình thái xong phần thịt nhé, thì các bạn sẽ dùng cái chày này, mình sẽ đập cái thịt ra. Mình đập này ấy, để cho cái phần thịt này khi chúng ta rán lên nó mềm và nó ngấm gia vị nhé, ngấm được cả bột ạ. Khi mình đập ra nó sẽ chảy những thịt ra, nó sẽ to hơn. Thịt dẻo nó quánh cái búa. Đây các bạn, sau khi mình đập xong phần thịt nhá, được rất nhiều đấy ạ. Các bạn sẽ băm cho mình một củ hành thơm. Các bạn sẽ cho hành thơm vào đây để mình ướp nhé. Một chút hạt tiêu. Thơm của mùi tiêu. Một chút bột canh nhé. Và một chút nước mắm nữa ạ. Các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Và mình ướp tầm 20 phút để cho cái phần thịt này nó ngấm gia vị nhé. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác như trứng, bột mì. Các bạn sẽ tẩm qua bột chiên giòn, quên lại nói bột mì. Không có bột chiên giòn thì các bạn dùng bột mì cũng được.
sau đó qua trứng và bột chiên xù nhé. Và bây giờ mình sẽ ướp 20 phút, sau đó mình sẽ làm tiếp nhé. Khi phần thịt mình đã ướp được thời gian đủ rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đập cái phần trứng ra để mình các bạn cho mình hai quả trứng gà này, bột xù, bột chiên giòn mình ấy rồi này. Mình sẽ đánh tan cái phần trứng gà này ra nhé. Các bạn đánh tan phần trứng gà nhé. Đây là trứng gà đẻ nhà mình, đây là phần trứng rất chi là đỏ nha, vàng. Thịt các bạn sẽ tẩm cho mình qua bột này. Đấy, qua bột chiên giòn đã. Qua phần bột giòn rồi nhé, thì các bạn sẽ cho mình đến phần trứng đó. Mình sẽ tẩm vào trứng này nhé, để cho nó có độ bám của trứng. Sau đó thì mình sẽ lăn qua cái bột chiên xù, lăn qua bột chiên xù để cho nó có một lớp áo của bột chiên xù nhé. Cho nó ngấm vào, thả vào đây đã. Rồi, lật lên cho nó bám đều vào nhé. Như vậy là mình đã được một miếng rồi. Và tương tự mình sẽ làm như vậy cho đến hết nhé. Và sau đó thì mình sẽ cho lên chảo để mình chiên vàng lên. Đấy, các bạn cứ bột là mịn, sau đến bột trứng rồi đến bột xù nhé. Sau khi làm xong nhé, mình đã được một đĩa thịt đẹp. Bây giờ mình sẽ chiên lên ạ. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp nhé. Và khi chảo nóng đi thì mình mới cho dầu ăn vào. Các bạn cho mình cái chảo và dầu ăn nhé. Để cho dầu ăn sôi thì mình mới cho thịt vào. Mình chỉ cần chiên với nửa vừa thôi nhé, để cho phần thịt bên ngoài nó giòn, bên trong nó chín nhưng nó mềm, khi chúng ta ăn nó sẽ không bị khô nhé. Khi nó vàng như thế này là được rồi các bạn nhé. Tôi cho lên trên thế này. Mình để nghiêng như thế này lên trên ấy, để cho cái phần dầu nó dốc ra nhé. Để mình cho ra đĩa này. Với lửa phần thịt này thì mình sẽ được hai đĩa các bạn nhé.
Đây các bạn, với lửa cân thịt nhá, mình đã được hai đĩa chiên xù như này, rất chi là ngon như thế này nhé. Các bạn thích hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.